Vậy trước khi bước vào thì giảng hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Kinh Phật Tát. Arahant sammasambuddho bhagavato bhavantang abhivadimi sukhato bhavata dhammo dhammasami suppatibanno bhagavato. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Thế Tôn ngài Lục A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Kinh Phật Tát xin chào hỏi chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử. Nô đỡ vô tịnh lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thể. Sa tu lành thay. Chúng ta bước qua cái tuệ minh sát thứ 14, tức là đạo tuệ. Đạo tuệ thì cái đạo tuệ hay là đạo trí, chữ Pali gọi là mắt gá nha ná, là cái trí mà nhận biết được niết bàn. Khi nói tới đạo tuệ thì chúng ta phải nhấn mạnh ngay là cái trí mà nhận biết được niết bàn và đang xét trừ phiền não. Là xét trừ phiền não thì đạo trí chỉ có một phần sự duy nhất là sau khi nhận biết được niết bàn thì cái phần sự của cái trí đạo là phải sát trừ phiền não. Còn trí trong cái trí trong tâm quả, tức là quả trí đó, tức là tuệ thứ 16 đó, cũng nhận thức niết bàn nhưng mà cái phiền não đã sát trừ xong. Và cái trí trong cái tâm chuyển tánh đó, tức là Gotrafu nha ná đó, tức là trí chuyển tánh đó, cũng thấy được niết bàn nhưng chưa sát trừ phiền não. Do đó chúng ta sẽ thấy rằng ba cái sát na này, thường thường á, những cái sát na trí tâm Gotrafu rồi tâm đạo và tâm quả thì liên tiếp nha, kề cận nhau, thì một cái của tuệ Gotrafu tức là tuệ chuyển tánh đó thấy niết bàn nhưng mà chưa sát trừ phiền não. Còn trí đạo tức là mắt cá nhà ná này thấy được niết bàn và đang sát trừ phiền não. Còn trí quả tức là phá lá nhà ná đó thấy được niết bàn và đã sát trừ phiền não xong. Ta nắm bắt được ra rõ như vậy, nhưng mà chúng ta đang bàn tới cái trí đạo tức là mắt cá nhà ná. Trí đạo này đồng sanh với tâm đạo, cho nên cái tâm đạo là cái tâm mà nhận biết cảnh niết bàn. Trong tâm đạo tổng hợp có rất nhiều cái tâm sở phối hợp. Thường thường trong tâm sở, trong tâm đạo này có là khoảng 36, tối đa là có 36 tâm sở phối hợp. Trong 36 tâm sở phối hợp đó có 8 cái tâm sở, và 8 tâm sở này được gọi là mắt găng gá, tức là 8 chi đạo. 8 chi đạo, ăn gá là cái chi phần, mắt gá là đạo, mắt găng gá nghĩa là chi đạo. Thì 8 tâm đạo này, tâm đạo này là tâm nhận biết niết bàn. Ở trong một tâm đạo có tổng quát 8 chi đạo, và cái phận sự của 8 chi đạo này thì để diệt trừ đi những cái phiền não ở ba vùng khác nhau. Thứ nhất là cái phiền não ở trong một chúng sanh, nó có ba chỗ trú, nó không phải là nó trú nhiều chỗ đâu, nó chỉ có ba chỗ thôi mà mình rất mệt mỏi về cái loại phiền não này. Thì tám chi đạo này nó có phận sự là sát trừ ba cái loại phiền não. Ba loại phiền não này nó trú ở đâu? Một là cái ba cái chi đạo ở trong tám tâm đạo này nó thuộc về giới quẩn, cái Bali gọi là si lắc thanh thá, đó chính là chánh ngữ, chánh nghề nghiệp và chánh mạng. Thì ba cái chi đạo này có nhiệm vụ là sát trừ cái phiền não ở cái vùng thô,
cái dùng thô chữ Bali được gọi là Quy Tích Cama. Thì ba cái chi đạo này chúng ta gồm có là thứ nhất là chánh ngữ, tức là Sammavacca, thứ hai là chánh nghiệp là Sammakamanta, và thứ ba là chánh mạng tức là Sammāācchīva. Thì ba chi phần của giới quẩn này tạo thành một nhóm trong cái tạo thành tám giới, trong tạo nên một sự nuôi mạng trong sạch. Tám giới đó chữ Bali gọi là Āācchīvatthamakkhasīla, tức là giới mà nuôi mạng rất trong sạch. Thì có tám giới như vậy. Tám giới thì chúng ta cũng nắm bắt được là thân chúng ta có ba giới, tức là không sát sanh, không lấy của không cho, không tạm trong dục lạc. Và ngữ thì không nói dối, không nói chia rẽ, không nói ác, không nói vô ích, và nuôi mạng sống một cách chân chánh. Nhóm giới quẩn này diệt trừ các phiền não ở vùng vi phạm, tức là Vittikamma. Vittikamma Kumi là cái vùng, còn Vittikamma tức là vùng vi phạm. Đó là ba cái chi phần thuộc về cái giới quẩn. Còn ba chi phần khác thuộc về định quẩn. Chữ Bali gọi định quẩn đó là Sammāthikkhaṇṭha. Sammāthikkhaṇṭha đó chính là chánh tinh tấn, tức là Sammāvayamo, Sammāvayamā. Thứ hai là chánh niệm, Sammāsati, và chánh định, tức là Sammāsamāthi. Thì ba cái chi phần này thuộc về định quẩn này sẽ diệt trừ cái phiền não và những ô nhiễm ở cái vùng trói buộc. Vùng trói buộc chữ Bali gọi là Parijuddhana Bhumi, tức là ở vùng triền hay là ở vùng tâm. Rồi hai chi đạo thuộc về phần tội quẩn, tức là Banyakkhaṇṭha, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là Sammāthi, chánh tư duy là Sammāsaṅkhappa. Thì hai chi đạo này sẽ diệt trừ việc dứt phiền não ở cái vùng tùy miệt hay vùng ngủ ngầm, tức là Anusaya Bhumi. Thì tâm mà đang có tám chi đạo đang sát trừ phiền não ở ba vùng: vùng vi phạm, vùng trói buộc và vùng ngủ ngầm, nên được gọi là tâm đạo. Và khi nói về cái trí đạo đó, bất kỳ một trí đạo nào cũng phải có công sự diệt đi ba cái những cái phiền não ở ba vùng như trên, dù đó là trí đạo thấp nhất là sơ đạo hay là trí đạo cao nhất là a la hán đạo, thì cũng phải có cái phận sự diệt trừ những cái phiền não ở ba vùng như trên. Như vậy cho nên bất kỳ một phiền não nào cũng có ba chỗ trú hết. Một là trú ở vùng vi phạm, tức là Vittikamma Kumi. Thứ hai là trú ở cái vùng triền, tức là tâm, tức là Parijuddhana Kumi. Và thứ ba ở cái vùng ngũ ngầm, tức là Anusaya Kumi. Thì nói chung là trí đạo có bốn. Thứ nhất là Sotapatti Maggañāna, tức là dự lô đạo trí, hay là trí dự lô đạo. Mắt Sotapatti Maggañāna. Và trí thứ hai tức là Sakadagami Maggañāna, tức là nhất lai đạo trí. Trí thứ ba gọi là Anagami Maggañāna, tức là bất lai đạo trí. Và trí thứ tư là Arahatta Maggañāna, tức là A-la-hán đạo trí. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái dự lưu đạo trí. Bởi vì đây là một cái trí đạo, là một cái bản lề. Đạt được cái này thì mở ra tất cả những cái vùng trời, để từ đó tiến sâu vào trong cái sự thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi cách vĩnh viễn, không còn bị lưu sụp nữa. Đó là đây là một cái trí rất là quan trọng. Mà chứng đắc được cái dự lưu đạo này thì cái khổ trong vòng luân hồi
nó bị cạn lại, giống như cái dòng sông đang chảy vậy đó, mà bị khô cạn chỉ còn lại khoảng 7 giọt nước nữa mà thôi. Tức là dòng sông khổ của luân hồi nó khô cạn lại chỉ còn khoảng 7 cái giọt nước nữa mà thôi, không có nhiều lắm đâu, cho nên rất là đặc biệt. Thì chúng ta nên tìm hiểu cái Sotapatti mất đá nhà ná này, tức là trí đạo dường lưu này. Khi mà tâm mà chuyển tánh, tức là Gotrafu nha chức tá đó, nó diệt rồi, thì tiếp theo là tâm đạo sanh lên, tâm đạo thánh đạo sanh lên đầu tiên này. Thì tâm thánh đạo này sanh lên, nó nối tiếp với tâm chuyển tánh, không có gián đoạn, không có một kẽ hở. Và sau khi sanh lên thì nhận lấy cảnh niết bàn lần đầu tiên. Cái tâm mà nếu nói lần đầu tiên chúng ta phải kể là cái tâm chuyển tánh, nhưng không kể nó là cái nhận niết bàn lần đầu tiên, mặc dù nó biết cảnh niết bàn, mà chúng ta chỉ nói cái tâm đạo nó nhận niết bàn lần đầu tiên. Vì sao? Vì tâm chuyển tánh tuy là biết cảnh niết bàn nhưng không làm xong cái phận sự của mình. Cái phận sự của cái hành giả, cái tâm của hành giả phải diệt được phiền não, thì cái tâm chuyển tánh tuy rằng nhận biết được cảnh niết bàn nhưng chưa làm xong cái phận sự đó, cho nên xem như chưa phải là đầu nhận đầu tiên. Rồi tâm đạo thì nhận được niết bàn nhưng mà làm được cái phận sự là sát trừ đi phiền não ở ba vùng: vùng vi phạm, vùng mà trói buộc và vùng tùy miên, cho nên được xem như là những cái niết bàn lần đầu tiên. Thì có ví dụ như sao, có một người nông dân, họ muốn lên gặp đức vua để mà trình bày về cái việc của họ. Cái người nông dân này đi lên kinh thành thì biết bất ngờ thấy được đức vua cùng với các vị quan đại thần đi diễu hành chung quanh thành phố, tức là thấy được đức vua ngự trên lưng voi đi diễu hành chung quanh thành phố. Thì người nông dân này không có cơ hội trình lên đức vua các việc của mình, hoặc là xin đức vua, hay là hoặc là mong đức vua ban ơn, vân vân. Nghĩa là cái công việc của mình chưa có được trình lên đức vua để mà giải quyết. Nhưng mà khi đó anh đợi không được, anh phải về. Về thì gặp những cái người chung quanh đó, hỏi là anh có gặp đức vua chưa. Thì cái mục tiêu anh lên gặp đức vua là để trình cái công việc của mình, nhưng mà chưa trình xong công việc của mình, cho nên anh nông dân này mới nói rằng chưa gặp. Mặc dù rằng anh có gặp nhưng mà công việc của anh chưa làm xong, cho nên người chung quanh hỏi là anh gặp được đức vua chưa. Nói tôi chưa gặp. Tại vì nếu mà gặp rồi phải trình bày với công việc của mình, nhưng mà chưa trình bày được công việc của mình, xem như chưa gặp. Như thế nào cũng vậy, tâm chuyển tánh tuy là biết được niết bàn nhưng mà chưa sát trừ phiền não, thì xem như là chưa hoàn thành được cái ý định của cái hành giả này. Cho nên tâm đạo mới là cái thực sự là cái tâm thấy được niết bàn lần đầu tiên. Bởi vì thấy được rồi mới diệt đi những phiền não của mình, đó là lý do như vậy. Thì cái tâm thánh đạo đầu tiên nhận lấy cái niết bàn lần đầu tiên này, tâm ấy được gọi là tâm đạo dự lưu. Chữ dự lưu có nghĩa là nhập vào dòng nước. Trí trong tâm đạo dự lưu đó gọi là trí đạo dự lưu. Trí đạo dự lưu này là nhận biết đầy đủ bốn sự thật. Tức là chúng ta thấy nè, cái trí đạo dự lưu này đó, hay là cái trí mà nhận niết bàn lần đầu tiên này đó, phải thấy được bốn sự thật. Còn riêng tâm chuyển tánh không thấy được bốn sự thật, nó chỉ biết vậy thôi nhưng mà chưa thấy được bốn sự thật, cho nên chưa được gọi là thấy niết bàn lần đầu tiên. Nhưng biết bốn sự thật đó là gì? Thứ nhất là trí đạo sẽ thấy rõ bốn sự thật như sau, tức là biết trọn vẹn, biết rõ một cách trọn vẹn, tức là bát thiên nha hay là bát thiên nha giá, bát thiên nha về cái sự thật của khổ, đó là biết một chi. Thứ hai là biết rõ trọn vẹn cái nguyên nhân sinh khởi cái khổ, đó là biết cái đúng theo sự thật thứ hai. Thứ ba là biết rõ cái sự khổ diệt, tức là chỉ cho niết bàn. Thì biết rõ rằng khi gặp được niết bàn này đó thì những cái khổ
thì một số khổ đã bị diệt mất. Nếu như cái tâm tâm tứ đạo thì diệt hoàn toàn đi những cái sự khổ. Cho nên biết rõ cái sự khổ diệt, nghĩa là cái khổ bị diệt đi hoàn toàn nếu ở trong tâm tứ đạo. Đó là cái biết thứ ba. Biết thứ tư là biết rõ cái con đường dẫn tới khổ diệt. Ở đây chúng tôi dùng cái từ là khổ diệt để chỉ cho niết bàn. Chúng ta nắm bắt được như vậy. Thì trí sơ đạo đó, tức là trí dự lưu đạo đó, biết được cái bốn cái sự thật này một cách đầy đủ, trọn vẹn. Cho nên thì đây là một cái điều đặc biệt nha. Thì trong bốn cái sự thật là sách giá đó, sự thật thì trong cái thấy như vậy có bốn cái phận sự nha. Biết rõ như vậy nhưng mà càng kèm thêm có phải bốn cái phận sự trong đó nữa. Bốn phận sự có cái trí sơ đạo đó là gì? Thứ nhất là sự thật về khổ cần phải hiểu biết trọn vẹn, tức là bát thiên nghe giá, tức là hiểu biết một cách đầy đủ chứ không phải hiểu biết một cách mà cạn cợt sơ sơ. Không phải là khi nào mà khổ quá mới nó khổ quá, nhưng mà ngay cả lúc mà an lạc cũng thấy khổ mình nằm trong đó chứ không phải không. Tức là biết sự thật về khổ thì phải biết một cách trọn vẹn, tức là bát thiên nghe giá. Thứ hai, biết rõ ràng sự thật về cái nguyên nhân sinh khổ, thì cái nguyên nhân sinh khổ này có phải có một cái phần sự là phải đoạn trừ. Giữ đoạn trừ chỉ Bali là bá hạ tắp bá, nghĩa là diệt trừ đi cái nguyên nhân sinh khổ. Thì biết rõ cái nguyên nhân sinh khổ thì cái nguyên nhân sinh khổ này cần phải đoạn trừ, đó là phần sự của trí đạo. Rồi thứ ba là biết rõ sự thật về cái khổ diệt. Về khổ diệt thì cái khổ diệt này cần phải chứng ngộ, cần phải chứng ngộ. Kiểu Bali gọi là sắc chí ca tắp bá, chí ca tắp bá, cần phải chứng ngộ. Và điều thứ tư là biết rõ cái sự thật về con đường đưa đến khổ diệt, thì con đường này cần phải tu tập. Chữ tu tập gọi là phong quê tí. Phá quê tắp bá. Thì điều này nằm ở đâu? Những cái bốn cái phận sự của trí đạo này thì nằm trong tập tương ương kinh, ký hiệu là S5 436. Nên làm cái ký hiệu bốn phận sự đó của trí sơ đạo nằm trong đó. Nói chung là trí đạo chứ không phải trí sơ đạo, nhưng mà trí sơ đạo cũng được. Nên bất kỳ một trí đạo nào cũng phải có đủ bốn cái phận sự này, nói trong cái tứ diệu đế nó là như vậy. Thì trí trong tâm đạo đó thấy rõ hiểu rõ cả bốn sự thật này. Ví như khi một ngọn lửa của cây đèn nó sinh lên, khi một ngọn lửa của cây đèn sinh lên thì trong một lúc như vậy nó có bốn điều nó cùng sanh lên, chứ nó không có sanh trước hay sau mà nó cùng sanh lên. Thứ nhất là ánh sáng nó sanh lên, một. Điều thứ hai là bóng tối bị diệt mất. Điều thứ ba là tim đèn nó bị lụng đi. Và thứ tư, nó cái dầu nó bị hao, dầu cái đèn bị hao. Thì nó có bốn điều nó như vậy. Xin lỗi, nó là như vậy. Thì ở trong tập Bát Tỷ Samphira Mắt Cá đó, tức là phân tích đạo đó, cái phần nha ná ca tha, tức là giảng về cái trí, trong cái tiêu đề là sách chá nha ná trách túc cá coi văn, tức là hai nhóm bốn của trí về sự thật. Thì ngài Sariputta có dạy là trí của vị có phần ở đạo cũng là trí về khổ, cũng là trí về nhân sinh khổ, cũng là trí về sự khổ diệt, cũng là trí về sự thực hành dẫn đến khổ diệt. Điều này nằm trong Bát Tỷ Samphira Mắt Cá, ký hiệu là BS1119. Thì một ví dụ khác để chúng ta minh họa một cách rõ hơn, có một cách khác là mặt trời khi mọc lên thì cùng một lúc có bốn nghiệp nó sanh khởi không trước không sau. Khi mặt trời mọc lên á thì có bốn nghiệp nó gọi là phải là không trước không sau, tức là cùng sanh lên. Nhưng mà thứ nhất là soi sáng các sắc,
Đó là soi sáng cái xác thứ nhất. Thứ hai, xua tan bóng tối. Thứ ba, làm cho ánh sáng được thấy. Và thứ tư, làm cho bớt lạnh rét. Cũng vậy, mặt trời mọc ví như trí đạo sanh lên, soi sáng các sắc ví như là trí biết rõ sự thật về khổ, xua tan bóng tối ví như là trí đoạn trừ nguyên nhân sanh khổ, làm cho ánh sáng được thấy ví như trí đạo được tu tiến về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, rồi chứng đắc được niết bàn. Và đó là chứng đạt được cái sự thật về khổ diệt, làm cho sanh khởi sự bớt rét lạnh là trí đạo, làm cho khô cạn những phiền não là trí nhận biết về sự thật, con đường dẫn tới khổ diệt. Tại một ví dụ khác nữa cho chúng ta nắm bắt lên cho rõ ràng hơn, ví dụ như một con thuyền mà tách bến thì khi nó vừa tách bến nó cùng làm một bốn việc, là không trước không sau. Bốn việc đó là gì? Thứ nhất là bỏ bờ bên này, khi tắt bến là bỏ bờ bên này là việc thứ nhất. Thứ hai là cắt dòng nước, tức là rẽ dòng nước đi, đó là việc thứ hai. Thứ ba là chở hàng hóa, và thứ tư là đến bờ bên kia. Cũng vậy, khi mà trí đạo sanh lên thì cùng làm bốn phận sự, bỏ bờ bên này ví như là trí đạo biết trọn vẹn về khổ. Đó là theo Mahatika có giải thích như vậy. Tức là biết rõ cái sự kiện là khổ là gì. Mahatika giải thích là cái sự thật mà khổ á, cái khổ đó, nguyên nhân mà sanh khổ đó nha. Thật sự ra nó chỉ là ái, phải rồi, nhưng mà ái cái gì? Tức là nguyên nhân sanh khổ nó chính là tăng ha, ái. Nhưng mà nó ái cái gì? Cái điều đó quan trọng. Tức là nó thích thú, nó nghiêng về, nó bám lấy, nó là ái, nó là vậy mà nó thích thú, nó nghiêng về, nó bám lấy, nhưng mà nó bám lấy cái gì? Cái đó mới là cái điều quan trọng. Thì Mahatika, tức là hậu sĩ giải giải thích này, nó chính là bám lấy cái thân kiến. Bao giờ còn bám lấy thân kiến thì bây giờ còn khổ. Cho nên giai đoạn đầu thì cái trí sơ đạo này phải cắt bỏ cái thân kiến, diệt trừ đi cái thân kiến. Cho nên bỏ bờ này là trí đạo biết trọn vẹn về khổ. Biết trọn vẹn về khổ đây Mahatika có giải thích chính là biết rõ thân kiến là khổ. Chính cái thân kiến này, ái nó bám vô thân kiến này mới tạo ra cái dòng luân hồi. Cắt bỏ cái thân kiến này rồi, diệt trừ ái không còn cơ hội bám, thì nó chỉ còn lại những cái, nhưng tức là nó không còn gốc rễ nữa, giống như cái cây mà cắt nó rồi, chặt bỏ cái gốc rễ đó rồi, thì nó chỉ còn thân cây, lá cây. Một lúc nào đó thì nó cũng sẽ khô mất cạn, nó sẽ bị chết mà thôi. Vì rằng khi cắt bỏ được cái rễ cây rồi thì cái cây đó nó chưa hẳn đã chết cây đâu, chưa hẳn là chết liền đâu, nhưng thời gian sau nó cũng phải khô héo rồi nó chết liền. Cho nên cái quan trọng là cái thân kiến, bỏ được cái thân kiến thì ví như cái thuyền lìa bỏ cái bờ này. Rồi cắt đứt dòng nước ví như trí đạo diệt trừ đi sự thật về nguyên nhân sinh khổ. Chuyên chở hàng hóa ví như trí đạo tu tiến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Bát chi đạo này ví như cái hàng hóa đã chất chứa trong cái chiếc thuyền. Chiếc thuyền giống như là ví như danh sách. Chuyên chở hàng hóa ví như là tu tiến cái bát chánh đạo. Rồi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia tức là ví như trí đạo biết rõ sự thật về sự khổ diệt. Như vậy chúng ta thấy con thuyền rời bến cũng có trong một lúc có bốn cái phần sự, nó là như vậy. Thì trí đạo trong bốn tâm đạo, mỗi trí đạo đều thấu rõ bốn phần sự đối với bốn sự thật là như vậy. Thì trong tương ưng kinh tập 5 nha, chương tương ưng sự thật, tức là sách chá xăng giúp tá kinh các quan bát tí, ký hiệu là S5 437, thì trưởng lão các quan bát tí
đã có nói với các vị tỳ khưu trưởng lão. Thì trưởng lão mà gác một tí là một trong năm cái vị trưởng bạn của ngài Gia Xá. Thì ngài Gia Xá là một, còn bốn vị còn lại cũng là trưởng. Nhưng mà cái ngài Gia Xá là lớn hơn là trưởng. Và mỗi người có 10 người bạn, 9 người bạn nữa, 10 người bạn nữa. 10 người bạn này thì là tùy tùng cổ cái một vị. Cho nên ngài Gia Xá và 55 người bạn của ngài Gia Xá, luôn cả ngài Gia Xá, đó là cái những vị này đã được chứng quả A La Hán sau năm ngày kiều trần như. Nó là như vậy. Thì ngài Gác Quan Bát Tý là một trong năm người bạn lớn của, một trong bốn người bạn lớn của ngài Gia Xá. Thì trưởng lão Gác Quan Bát Tý đã nói với các vị tỳ khưu trưởng lão rằng: tôi có tự thân nghe từ Đức Thế Tôn, thưa chư hiền, tự thân lãnh thọ như sau. Này các tỳ khưu, ai thấy khổ, người ấy cũng thấy khổ tập, cũng thấy khổ diệt, cũng thấy con đường dẫn tới khổ diệt. Hiện giờ như vậy có nghĩa là ai mà thấy được khổ tập thì người đó cũng thấy được khổ, cũng thấy được khổ diệt, cũng thấy con đường dẫn tới khổ diệt. Ai mà thấy được khổ diệt, người đó cũng thấy khổ, người đó cũng thấy được khổ tập, người đó cũng thấy được con đường dẫn tới khổ diệt. Tức là phải thấy được một đế là thấy được bốn đế, hay là nói cách khác, thấy được bốn đế là thấy được một đế, là như vậy. Nên thì chúng ta thấy rằng khi trí đạo sanh lên thấy được niết bàn là thấy luôn cả ba đế còn lại, ba đế còn lại, biết được niết bàn là biết luôn cả ba đế còn lại, nó là như vậy. Cho nên trí sanh lên mà thấy được tứ đế, hiểu rõ được tứ đế và làm phận sự đối với tứ đế thì trí đó được gọi là trí đạo. Trong khi trí quả sanh lên cũng thấy được cái niết bàn, nhưng đối với tứ đế không làm phận sự đối với tứ đế. Cho nên trí quả được gọi chưa, không được gọi là trí đạo, bởi vì đã làm xong phận sự rồi. Còn trí đạo là cái đang làm phận sự, nó là như vậy. Cho nên chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa này. Bây giờ chúng ta mới phân tích theo cái cảnh của tâm đạo. Cảnh của tâm đạo là tâm gì? Dĩ nhiên chúng ta biết nó là cảnh niết bàn rồi. Tâm Gotapu biết được niết bàn mà chưa sát trừ phiền não, tâm đạo biết được niết bàn mà đang sát trừ phiền não, tâm quả siêu thế biết được niết bàn và đã sát trừ phiền não xong. Dĩ nhiên chúng ta biết được cái tâm đạo, cảnh của tâm đạo là cảnh niết bàn. Nhưng cảnh niết bàn này có ba cái chi tiết khác nhau, chứ không giống nhau nha. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sự khác biệt của ba cái tâm đạo này. Thứ nhất là tâm đạo mà khi đạt được cái năm quyền là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền được sung mãn, và các quyền này quân bình với nhau, nó đã thể nhập vào cái trí chuyển tánh, rồi vượt qua cái trí chuyển tánh tiến vào cái trí đạo dự lưu. Trong quá trình này nên biết rằng trong cái giai đoạn mà xuất khởi minh quán, tức là Uttana Gamini Vipassana, thì trong giai cái điều này chúng ta đã học những bài trước rồi. Tức là trong giai đoạn mà xuất khởi minh sát hay xuất khởi minh quán đó, Uttana Gamini Vipassana đó, hành giả xuất khởi minh sát theo cái tướng nào thì thể nhập giải thoát, giải thoát môn ở trong cái chuyển tánh trí bằng cái tướng đó. Khi mà chuyển tánh trí nhận được cái khởi minh sát theo cái sự quán sát cái tướng nào thì khi đó tâm đạo hay là đạo trí cũng có cái giải thoát môn, giống như là cái tâm chuyển tánh đề. Tức là cái giải thoát môn này chữ Bali gọi là quý mốc khá mú khá, tức là đường vào giải thoát hay là ngõ vào cái giải thoát này. Thì cái chuyển tánh mà giải thoát bằng cái pháp môn nào thì tức là lìa bỏ cái pháp phủ vi bằng cái pháp môn nào đó thì trí đạo này cũng nhận lấy cái cách thức đó,
chứ không có sai khác được, không hề có sự sai biệt về cái khía cạnh đó. Như vậy thì đó, điều đó là chúng ta sẽ diễn giải một cách chi tiết như sau. Khi mà xuất hành minh sát thì cảnh hữu vi thu nhỏ hẹp lại rất vi tế rồi diễn mất đi, thì tâm chuyển tánh sinh lên không còn nhận biết cảnh hữu vi, thì tướng trạng này được gọi là vô tướng, bởi vì không có tưởng tướng hữu vi nữa. Và cái vậy đó là thoát ra khỏi pháp hữu vi bởi cái sự vô tướng, là cho nên được gọi là vô tướng giải thoát. Cái chữ Bali gọi là Animitta Vimukha, tức là vô tướng giải thoát, tức là con đường vào trí đạo theo cái tướng trạng vô thường. Như ngài Anuruddha trong tập Abhidhammatha Sangaha, tức là thắng pháp tập yếu đó, ngài Anuruddha này không phải là trong thời Đức Phật, mà về sau này ngài là tác giả bộ Abhidhamma Sangaha, trở thành là một giáo trình cho tất cả những trường hay những lớp giảng về di diệu pháp. Những trường lớp nào giảng về di diệu pháp cũng y cứ theo cái giáo trình của do ngài Anuruddha này soạn ra. Thì ngài Anuruddha trong tập Abhidhammatha Sangaha có ghi giải thích như sau, tức là Yadi Uthana Gamini Vivasana Anicchato Vivasati Animitto Vimokkha Namahoti, nghĩa là nếu xuất hành minh sát mà quan sát tướng vô thường thì đó là vô tướng giải thoát. Thứ hai, khi mà xuất hành minh sát á, đang diễn tiến khổ thọ khởi lên rất là mãnh liệt, đè nặng ngực và cổ của hành giả, rồi sau đó khổ thọ bị mất. Trong trạng thái này thì được gọi là vô nguyện giải thoát, tức là trí đạo sanh lên qua cái sự quán xét về khổ tướng. Tức là trong cái giai đoạn đó, cái hành giả sẽ cảm thấy ngực và cổ nó nhói lên, nó nặng lên, rồi biến mất thì tâm chuyển tánh nó sanh lên, tâm chuyển tánh sanh ra diệt đi thì tâm đạo sanh lên. Thì cái tâm đạo này cũng bắt lấy cái niết bàn, nhưng mà cái sự đi vào cái giải thoát này nó không có ước muốn gì nữa, thể hiện đã khổ mà không ước muốn gì cả, cho nên cảm thấy này được gọi là vô nguyện giải thoát. Chữ Bali gọi là Appanihita Vimokkha, tức là trí đạo sanh lên qua cái sự quán xét về cái khổ tướng, và cái trí này ra khỏi cái pháp hữu vi bởi cái ngõ là quán xét về cái sự khổ. Ngài Anuruddha cũng có nói như sau: Yadi Uthana Gamini Vipassana Dukkhato Vipassati Appanihito Vimokkha Namahoti. Lỗi quý bốc khô, khô na má hồ tỷ, nghe. Nếu xuất hành minh sát quán xét tướng khổ thì đó là vô nguyện giải thoát. Tiếp theo điều thứ ba là khi xuất hành minh sát đang diễn tiến, cảnh nhân sát vũ vi hiện rõ sự trống rỗng, sự trống không, hành giả quán xét cái danh sách thấy rõ rỗng không, thấy rõ trống rỗng. Rồi cái sự trống không, cái sự trống rỗng này diệt mất thì khi đó tâm chuyển tánh sinh lên, sau khi tâm chuyển tánh, cái chuyển tánh diệt đi thì trí đạo sinh lên, thì cái trạng thái mà thấy rỗng không đó thì được gọi là không tánh giải thoát, tức là sunyata vimokkha, tức là trí đạo sinh lên do cái ngõ đi vào sự quán xét vô nghĩa, xét cái tướng vô nghĩa. Thì ngài Anuruddha đã có giải thích như sau: Yadi Uthana Gamini, Yadi Uthana Gamini Vipassana Anattato Vipassati Sunyato Vimukho Namahoti. Nếu ở giai đoạn xuất hành minh sát mà quán sát lý vô ngã thì được gọi là không tánh giải thoát, nghĩa là tâm đạo phải nhận cảnh là niết bàn
đó là điều đặc biệt là dĩ nhiên rồi nha. Nhưng mà tùy theo cái phương cách để đi vào Niết Bàn, để nhập vào Niết Bàn, tức là tùy theo phương cách quán xét cái pháp hữu vi, ra khỏi pháp vô vi để thể nhập vào pháp vô vi, tức là Niết Bàn, theo phương cách nào thì được định danh theo cách đó. Ví như trong cái một buổi mà nhạc có ba loại âm thanh của ba loại đàn khởi lên, thì người có khuynh hướng thiên về âm thanh của một loại đàn nào đó sẽ lắng nghe chăm chú âm thanh của cái loại đàn đó. Cũng vậy, danh sách hữu vi luôn luôn có ba tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Ba tướng trạng này cùng có cho pháp hữu vi cả, nhưng do pháp ba la mật được tích lũy ở trong quá khứ thì hành giả có cái khuynh hướng, có cái thiên hướng quán xét cái tướng nào phù hợp với cái vì phước ba la mật mình tích lũy đó một cách khánh khích hơn. Thì có câu hỏi là vì sao có sự khác biệt về sự chứng ngộ như vậy, thì câu trả lời là vì sự tích lũy pháp ba la mật khác nhau nên hành giả có khuynh hướng khác nhau, do có khuynh hướng khác nhau cho nên hành giả quán xét cái tướng khác nhau, do quán xét cái tướng khác nhau cho nên ngõ đi vào Niết Bàn, tức là quý mốc khá đó, quý mốc khá đó, mốc khá cái ngõ đi vào giải thoát khác nhau. Nghĩa là có một số hành giả đó thiên về niềm tin, rất nhiều hành giả thiên về niềm tin trước đây rồi đang hiện tại này và cũng có thể là về sau này nữa. Thì những cái hành giả mà có cái khuynh hướng về niềm tin rất là nhiều, thì những người hành giả này tạo cái phước ba la mật, tức là phước tích lũy pháp độ mình á, để chúng mắt Niết Bàn đó bằng những cái phương hướng, bằng những cách như là bố thí, giữ giới hay những cái pháp môn mà có khuynh hướng dựa vào niềm tin, như là hồi hướng phước. Mình hồi hướng mình có biết, mình có biết cái người mình hồi hướng có được hay không, đâu biết đâu, nhưng mình tin rằng họ sẽ nhận được cái phước mình do cái niềm tin mình mới dẫn tới cái năng lượng giúp cho người mà mình hướng tâm tới nó sẽ đạt được những kết quả tốt. Là hồi hướng phước báo hoặc là quan hỷ phước báo hay là phục vụ hay là cung kính vân vân. Vì khi mà thực hành minh sát như vậy đó, hành giả thiêu về niềm tin bỏ ngộ được cái tướng vô thường, và khi mà thực hành minh sát thì cái tướng vô thường nó rõ nét hơn hai cái tướng khổ và tướng vô ngã, nó là như vậy. Thì chúng ta cũng cần nên biết rằng là ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã của pháp vô vi đều hiện khởi như nhau. Nhưng người có cái tính quyền mạnh á, người đó nghiêng về hướng về cái tướng vô thường, chăm chú xem xét tướng vô thường vì cái tướng á hợp với họ nhiều hơn, họ thích thú nhiều hơn, hơn là hai cái tướng khổ và tướng vô ngã. Và vị đó nhờ quán sát cái tướng vô thường vậy, vị đó chứng được vô tướng giải thoát. Còn với hành giả mà thiên về cái tạo trữ phước ba la mật đó bằng cách tu tập thiền chỉ tịnh, tức là samatha đó, thì hành giả này có cái định quyền mạnh. Khi tu tập về cái minh sát thì vị ấy tỏ ngộ cái tướng khổ nó rõ ràng hơn hai tướng còn lại. Vì với vị ấy tướng khổ có tác năng hiển lộ rõ nhất. Tại sao vậy? Bởi vì cái người mà chứng đắc thiền đó thường có khuynh hướng là thích lạc. Bởi cái lạc của thiền thì không có lạc nào sánh bằng sánh bằng hết. Lạc sơ thiền hơn cái lạc thọ dụng ngũ dục. Rồi lạc nhị thiền hơn cái lạc sơ thiền. Lạc tam thiền hơn cái lạc nhị thiền. Lạc tứ thiền hơn lạc tam thiền. Vâng vâng. Thì cái lạc của tứ thiền là cái lạc tối thắng. Vậy nào vậy? Tức là cái không khổ không lạc đó, tức là cái thọ xả đó có thắng. Do cái lạc đó nó có thể là duyên cho ái sinh ra. Bởi vì họ duyên cho ái mà, nên là cái thọ lạc làm duyên cho ái dính mắc trong đó. Nay thực hành minh sát thì bây giờ cái tướng khổ nó sanh lên để chi? Để nó diệt trừ cái ái khiến cho người đó còn không còn mong muốn gì nữa hết,
cái gì nó sanh lên thấy nó khổ mà nó khổ cách kỳ lạ như vậy. Cho nên không còn thích thú cái đứa khổ nữa. Do đó cái vị này thoát ra pháp ngũ vi, phải nhập vào cái pháp vô vi bằng cái ngõ tướng khổ. Cho nên khi tướng khổ sanh lên, vị đó sẽ không còn ao ước mong muốn cái pháp ngũ vi nữa. Cho nên được gọi là appanihita, quý mô khá, tức là vô nguyện giải thoát. Và cái niết bàn của vị đó chứng thì được gọi là vô nguyện niết bàn, tức là appanihita niết bàna. Và vị đó có cảnh là vô nguyện niết bàn là như vậy. Còn đối với hành giả thường tạo phước về pháp ba la mật bằng cách quán xét về cái năm quẩn này, hay là 12 xứ hay 18 giới hay ngũ quẩn nha, thì do nhờ học tập về 12 xứ, 18 giới rồi tứ đế và năm quẩn và quan sát được như vậy, cho nên tạo trữ được cái pháp ba la mật bằng cách quán sát pháp minh sát, thì vị này có được cái tuệ quyền mạnh. Khi tu tiến pháp minh sát thì cái tướng vô ngã hiển lộ rõ hai tướng kia. Và khi mà xuất khởi minh sát thì hành giả này nắm lấy cái tướng trống rỗng của vô ngã, làm sinh khởi cái trí chuyển tánh, rồi trí đạo. Và trí đạo này nhận cảnh là không tánh niết bàn. Chữ Bali gọi là Sunyata Nibbana. Thế nên chúng ta do cái pháp độ tích lũy ở trong quá khứ mà khi quán xét ba cái tướng thì ba tướng đó nó sẽ tỏ lộ khác nhau. Tức là cùng là ba tướng đó nhưng mà tướng vô thường nó sẽ tỏ lộ rõ hơn so đối với những người có cái tích lũy ba la mật bằng tính quyền. Còn tướng khổ sẽ lộ rõ hơn đối với người tích lũy ba la mật bằng cái pháp thiền định. Tức là ở trong quá khứ có chứng đắc thiền, nghiêng về thiền, thích thú tu thiền, đúng không? Giờ cứ chuyển qua minh sát thì tướng khổ hiện lộ rõ hơn. Còn ở trong quá khứ đã từng có những pháp quán như ngài Chú Lá Ba Tát Cá từng quán thân thể trượt mình chạy hẹp, đúng không? Là thấy vậy à, thì nắm lấy cái tướng vô ngã nó là như vậy thôi. Điều cần phải lưu ý rằng là ba cách giải thoát này, đối với ba cách giải thoát này đó, rất ít hành giả chứng đạt trí đạo qua cái ngõ quán sát tướng khổ, rất ít. Bởi vì thông thường ấy, những người mà thích tu về thiền chỉ rất ít à, cho nên khi qua thiền quán thì rất ít hành giả chứng ba đạt được trí đạo qua cái ngõ quán sát tướng khổ, và đa phần thì thiên về cái tướng vô thường. Bởi vì đa phần sống bằng cái niềm tin, do niềm tin cho nên có bố thí, do niềm tin cho mới trì giới, do niềm tin mới là cung cảnh, do niềm tin mới phục vụ, do niềm tin mới hoan hỷ phước hội hữu phước, vân vân, là do cái niềm tin. Tin vào đâu? Tin vào ân đức Phật, tin vào ân đức Pháp, ân đức Tăng, nói chung là tin vào lời dạy của Đức Thế Tôn như vậy. Cho nên hướng về cái tướng vô thường đa phần là như vậy. Sau đó là cái tướng vô ngã, tức là trong ba cái cách thức thì cách thức quán vô thường là nhiều hơn, tiếp theo nữa là cái quán vô ngã, tiếp theo nữa mới quán tới khổ. Hành giả mà quả xét về tứ khổ rất ít, rất ít. Đó là chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa, cái cảnh của cái trí đạo cũng là như vậy rồi. Bây giờ cái tiếp theo chúng ta sẽ có cái trí sơ đạo sát trừ cái phiền não. Sát trừ những phiền não nào thì chúng ta có nắm lấy là một cái tâm đạo sanh lên trí sơ đạo ở trong một cái sát na như vậy đó, mà làm rất nhiều việc, cho nên cái ân đức của tâm đạo này cực kỳ lớn, kỳ lớn. Và những cái vị mà chứng được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, cái ân đức tăng nó mới là rộng lớn. Và nắm bắt được vậy chúng ta mới thấy rằng cái ân đức tăng mà Đức Phật dạy đó, tức là tăng nếu đếm kiếp có 8 mà nếu đếm đôi có 4 nha các bạn, thì trong cái trí trong sơ đạo, nhị đạo, trí trong tam đạo, trí trong tứ đạo lớn, cực kỳ lớn như vậy. Thì trước tiên chúng ta sẽ nắm bắt về một số ý như sau, gọi là cái tâm giữ lưu đạo, tức là sota bát tí mắt gá nha ná, xin lỗi, sota bát tí mắt gá chí tá, đó là tâm giữ lưu đạo đó.
Vì cái tâm này đồng sinh, tức là xá cho tá với tám chi đạo, và có thực tánh giống như dòng nước chảy xuôi đến thánh đạo, hoặc là chảy xuôi đến niết bàn, đến niết bàn chứng đạt được lần đầu tiên. Thì cụm từ Sota Bát Tí Mắt Gá Chích Tá đó, khi phân tích ra thì được bốn từ. Thứ nhất là Sota, thứ hai là A Bát Tí, thứ ba là Mắt Gá, và thứ tư là Chích Tá. Thì Sota là cái dòng nước hay chỉ cho tám chi đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và tám chi đạo này có thực tánh giống như cái dòng nước. Cái dòng nước này chỉ có đi tới mà không bao giờ đi lùi. Cái này, dòng nước này chỉ có đi tới mà không bao giờ trở lùi. Chúng ta nắm bắt được. Cho nên cái tám bát chi đạo này khi thánh thấy được niết bàn đó, chỉ có đi tới trước thôi chứ không có thối lùi. Không có cái dòng sông nào nó chảy ngược về nguồn cả, mà nó sẽ xuôi ra biển mà thôi. Cho nên nó thực tánh cái tám chi đạo này giống như cái dòng nước, nó là như vậy. Ví dụ như vậy thì A Bát Tí có nghĩa là chạm vào, là nhập vào thánh đạo. Mắt Gá là con đường, còn Chích Tá là tâm. Thì Bali có giải thích về cái dòng nước như sau, tức là Sáu Bát Tí Sanh Đá Ti Tí Sô Tô, nước lớn chảy tràn là dòng nước. Nước lớn chảy tràn nghĩa là nước càng lúc càng dâng cao và nó chảy xuôi đi, không hề chảy ngược lại. Nước càng dâng cao thì chỉ có nước đi tới mà thôi, chứ không có quay ngược trở lại đó. Tiếp theo, tiếp theo Bali cũng giải thích cái chữ A Bát Tí, tức là chạm vào, tức là Adito Bát Chánh Ăn A Bát Tí, nghĩa là đến thánh đạo đầu tiên. Adi là đầu tiên, Adito tức là đến cái thánh đạo đầu tiên, gọi là chạm vào. Hay là đến cái thánh đạo, đến cái niết bàn trước tiên, gọi là chạm vào. Thì Sota Bát Tí Mắt Ghê Ná Tâm Bá Chút Tăng Chích Tăng. Sota Bát Tí Mắt Ghê Mắt Gá Chích Tăng, tâm mà hòa hợp với đạo chạm vào dòng nước là tâm dự lưu đạo. Dòng nước là chữ số 8 này là chỉ cho thánh đạo tám ngành. Thánh đạo tám ngành đó là gì? Thứ nhất là có chánh kiến, tức là Samadhi, là chỉ cho trí thấu hiểu được bốn sự thật. Cái ở trong cái điều này rất là quan trọng. Cái chánh kiến, cái thường chúng ta ở bên ngoài chúng ta thấy là có tin vào, thấy được cái nhân quả, chúng ta tin vào nhân quả, chúng ta tin vào nghiệp báo, chúng ta tin vào cái trí của Đức Phật, chúng ta thấy rõ được cái nhân quả, chúng ta thấy được vật. Nhưng cái đó chưa mà cái chuyên chánh kiến ở trong đạo đây, trong tâm đạo là thấy rõ, hiểu rõ bốn sự thật, là biết rõ sự thật về khổ, biết rõ về sự thật về nguyên nhân sinh khổ đúng theo như sự thật, biết rõ về sự khổ diệt như thật, biết rõ như thật về con đường dẫn tới cái khổ diệt. Thì chi pháp của chánh kiến ở đây chính là tâm sở trí. Và trong tâm sở trí này nó nhạy ở chỗ là nó biết được cái cảnh niết bàn, nó là như vậy. Tiếp theo chúng ta có cái chi phần thứ hai, nó chính là chánh tư duy, chữ Pali gọi là Samma Sankappa, tức là suy tư. Cái Samma Sankappa tức là suy tư hay tư duy, là suy tư vậy điều gì? Suy tư ba cái điều này được gọi là chân chánh, còn suy tư những cái điều khác cũng là suy tư nhưng mà chưa chắc đã là chân chánh, chưa chắc là đúng. Còn chánh tư duy này tức là suy tư về cái ba điều này được gọi là đúng pháp, là chân chánh. Đó là gì? Thứ nhất là suy tư về sự xuất đi ra khỏi các dục lạc, tức là không còn thích thú, không còn nắm ao ước, không còn mong muốn, không còn đắm nhiễm trong sắc thinh hương vị xúc nữa. Tức là chữ Bali được gọi là Nekhamma Sankappa, tức là tư duy về cái phương án xuất ra khỏi sắc tinh hương vị xúc.
Tức là từ bỏ sự vui thích, từ bỏ sự dính mắc, từ bỏ sự đắm nhiễm vào sắc thinh hương người vị xúc. Đó là ly tham dục, đó là ly tham dục. Là chi pháp của cái phần này chính là tâm sở vô tham. Tức là khi mà suy tư về tìm cách ra khỏi sắc tinh hương vị xúc đó, thì chi pháp này là chính là tâm sở vô tham. Là như vậy, đó là sự tư đúng nhất, đúng đắn, đúng đắn, đúng đắn. Thứ hai là sự suy tư về sự vô sân, tức là ấp gia ba đá sân cấp bá, tức là suy nghĩ để từ bỏ sự hiềm hận, từ bỏ sự bất bình, từ bỏ sự khó chịu, từ bỏ sự bất mãn, vân vân. Tức là khởi tâm tu tập được tâm từ đối với tất cả chúng sanh, tức là mong mỏi cho chúng sanh được an vui, mong mỏi cho chúng sanh không có buồn phiền, không có khó chịu, không có làm cho chúng sanh phải đau khổ nữa. Như vậy cái điều này suy nghĩ làm sao mà giữ tâm mình bình thản, hay là giữ tâm mình có cái sự thương mến chúng sanh, có tâm từ ở chúng sanh. Thì chi pháp ở đây là tâm sở vô sân, tức là mong muốn cho tất cả chúng sanh đều có lợi ích, có sự tốt đẹp, tâm sở vô sân. Đây là một sự suy tư đúng và chánh tư duy. Điều thứ ba là suy tư về sự vô hại, chữ Pali gọi là ahinsa sankappa, tức là có tâm thương xót, có tâm nghi mẫn, có cái tâm đối với tất cả chúng sanh, mong chúng sanh được an lạc, mong chúng sanh thoát khỏi cái khổ của mình. Thì cái này là cái tâm bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Thì chi pháp của cái phần này chính là tâm sở bi, tức là karuna cetasika, karuna cetasika. Vì vậy thì có ba cách suy tư như vậy mới được gọi là chánh tư duy. Còn nếu mà suy tư về những chuyện khác thì coi chừng, tuy rằng có thiện đó, nhưng nó không có gọi là chánh tư duy được. Thì chánh tư duy chỉ có ba điều thôi, là suy nghĩ về vô tham, tức là không yêu thích, không mong muốn những cảnh giới tái sanh, ra khỏi sắc thân hương vị xúc, suy nghĩ về tâm từ, suy nghĩ về tâm bi, suy nghĩ về vô tham. Như vậy thì đó là chánh tư duy. Thứ hai, chúng ta có cái một chi thứ ba, tức là chánh ngữ, tức là samavacha. Điều này chúng ta thực hiện trong đời sống hàng ngày hoài, tức là xa lánh bốn cái loại tà ngữ, tức là không có nói dối, không nói chia rẽ, không nói ác, không nói vô ích. Rồi chánh nghiệp, tức là chữ Pali là sammakammanta, tức là không làm tội ác do cái ba hành động về thân, tức là không sát sanh, không lấy của không cho, không tạm trong các việc lạc. Đây là hai chi phần của cái phần giới đạo. Tiếp theo, cái phần này rất là quan trọng, tức là chánh mạng, tức là samma achiwa, là sự nuôi mạng đúng theo pháp, một cách đúng đắn, chân chánh. Tức là tránh xa bốn loại nuôi mạng sáng quấy. Sự nuôi mạng sáng quấy là mitcha achiwa, mitcha achiwa, tức là sự gọi là tà mạng đó. Thì bốn loại tà mạng này đó là gì? Đó là gì? Chúng ta tìm hiểu đúng không? Và bốn loại tà mạng này cần phải kiên cử, tức là phải tránh xa đó. Chữ có nghĩa là chữ Pali gọi là viratti, viratti là kiên cử, là tránh xa. Thì bốn cái điều này đó là, thứ nhất là tránh xa nuôi mạng xoáy quấy bằng ác hạnh, bằng ác hạnh, tránh xa nuôi mạng bằng ác hạnh. Chữ Pali gọi là đúc chá lý tá, thiết cha chi quá viratti, viratti là xa lánh, bích cha chi hóa là sự tà mạng, túc chá thí tá tức là những ác hạnh. Tránh xa sự nuôi mạng bằng những ác hạnh hay là ác hạnh, tức là sự nuôi mạng sái quấy bằng các hành động ác, tức là chá thí tá, túc chá thí tá,
mít cha chi quá đó, đó là gì? Đó là sự nuôi mạng bằng ba loại ác nghiệp về thân, như là dùng thân để sát sanh, ví dụ như đi đánh bắt cá, đi săn thú, đi săn chim, đi bắt những con này con kia, đúng không? Bắt ốc, bắt hến, bắt cò, đúng không? Đại khái như vậy. Về là nuôi mạng bằng thân nha, hoặc là dùng thân này để đi trộm cắp, hoặc là dùng thân này để thực hiện những cái hành vi dục lạc để lấy nuôi mạng sống chẳng hạn vậy. Nên về thân nó có ba như vậy. Nuôi mạng bằng những cách này được gọi là nuôi mạng bằng cách túc chán tác, tức là bằng ác hạnh. Hoặc là về cái bốn loại lời nói nha, nuôi mạng bằng cách dối gạt người khác, tức là nói dối. Hoặc là nuôi mạng bằng cách gây chia rẽ người này người kia để mình có lợi, dùng cái đó để mình có lợi, gây người này người kia để mà người ta ghét bỏ nhau, người ta lại thương mến mình, người ta giúp đỡ mình, người ta nuôi dưỡng mình chẳng hạn vậy. Hoặc là dùng những cái lời hăm dọa để mà người ta sợ người ta phải giường hay bằng ta sợ người ta phải cho mình cái vật thực này vật thực kia, đúng không? Đó là cái nuôi mạng như vậy cũng không có đúng đắn. Hoặc là cái dùng lời nói này để kể những câu chuyện tiếu lâm, kể những câu chuyện mà như các vị vua, các vị quan, các vị đại thần hay là cái gì đó, chẳng mặc cái này, dùng cái lời vô ích này để mà người ta cho tiền chẳng hạn. Ngày xưa có một cái loại nghề, tức là ở trong những cái quán nào đó có người hay kể chuyện, họ tìm những câu chuyện nào đó họ kể, kể xong hay quá, người nghe hay quá, thưởng cho họ 5 đồng, 3 đồng, đúng không? Thì họ dùng đó họ nuôi mạng. Thì cái này gọi là nuôi mạng bằng cái lời nói vô ích, tức là nó cũng thuộc về túc chá trí tá chẳng hạn vậy. Ta cũng thấy nó có nhiều như vậy. Thì cái nuôi mạng tránh xa những cái nghề nghiệp, những cái việc làm có tội lỗi như là sát sanh, như là lấy của không cho, như là tà hạnh trong dục lạc chẳng hạn vậy. Cái tà hạnh trong dục lạc đó là bằng cách gạt gẫm người ta đánh cờ bạc đó, cờ bạc cũng là một cách nuôi mạng nha. Mà nuôi mạng thì mà tà hạnh trong dục lạc đó mà không thấy nha. Mà chúng tôi biết rằng có nhiều người ngày xưa đó, họ thì gọi là đánh bài cơm gạo đó, họ không bao giờ ăn nhiều nhưng mà ngày nào họ cũng ăn, ngày nào cũng ăn, họ không bao giờ thua nhưng mà họ không ăn nhiều, ngày nào họ cũng đánh, gọi là đánh bài cơm gạo đó. Và nuôi mạng bằng những điều này thì được gọi là tà mạng, nghe không? Hoặc là cho vay nặng lãi thì dùng đó để mà nuôi mạng cũng được gọi là tà mạng, vân vân, mình nói như vậy. Thì trong Tăng Chi Kinh á, ngoài ra trong Tăng Chi Kinh chương năm pháp bài kinh người buôn bán, tức là Quán Thích Cha Xuất Tăng người buôn bán, bài kinh số 177 ký hiệu là A3208, Đức Phật người dạy rằng có năm nghề buôn bán này, này các tỳ khưu, một nam cư sĩ không nên làm. Tới nam cư sĩ chứ thật sự ra chỉ chung cho nữ cư sĩ luôn. Nhưng bây giờ ngày xưa thì nam cư sĩ đi buôn, ở Ấn Độ nam cư sĩ thì làm công việc ở ngoài, nữ ở nhà lo việc nhà thôi. Nhưng bây giờ là nữ ra ngoài rồi, nữ bươn chải đủ chuyện hết, chứ không phải chỉ cho nam không thôi. Cho nên có năm nghề buôn bán này, này các tỳ khưu, một nam cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm? Thứ nhất là buôn bán vũ khí, chữ Pali gọi là sách phá quán tích trà, buôn bán vũ khí. Thứ hai là buôn bán chúng sanh, sách phá quán tích trà, buôn ra bán chúng sanh là buôn bán những con thú như vậy. Buôn bán chó, tao thấy có những cái người buôn bán chó kiển, buôn bán mèo kiển, buôn bán những con chim hót, con chim khú, con chim két, con chim thanh tước, vân vân, để mà sinh sống, buôn bán chúng sanh. Trong đó có cái trường hợp buôn bán người trong đó nữa nha, buôn bán người trong đó. Thứ ba là buôn bán thịt, tức là măng xá quán chè bán thịt. Thứ tư là buôn bán chất sai, tức là mắt chá quán chè buôn bán chất sai.
là buôn bán rượu, buôn bán cồn, buôn bán men, buôn bán nước 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 ngọt mà có ga cho người ta mang sai của mình, đại khái vậy. Thứ năm là buôn bán chất độc, tức là quý xá, quán trà, tức là buôn bán hiện nay buôn bán chất độc cũng hơi nhiều đó, những cái hóa chất là nhiều, nó có là nuôi mẹ bằng những điều đó được gọi là tà mẹ. Đúng, năm nghề buôn bán này này các thầy cô, một nam cư sĩ không nên làm, đó là điều thứ ba. Đó là điều thứ nhất nha. Điều thứ hai là tránh xa nuôi mạng sái quấy bằng những điều không chân chánh. Chữ Bali gọi là Anesana Mitya Chiwa Viratik. Chữ Anesana là chỉ cho 31 điều tà mạng là không có thực hiện, không điều không hợp pháp, như là cho quả nè, cho trái cây, đây là mấy mấy nói mấy ông sư á, cho quả, cho hoa, cho bông, cho tre, vân vân, để người Phật tử nhớ ơn mình, mời mình đi dự lễ trai tăng hay là cúng dường Phật thực cũng mật cái như vậy, hoặc là làm công cho người thế nha, ví dụ giữ em giữ con cho họ, hoặc là đưa tin người này sang qua người kia để mà nhận được những cái mà cúng dường, đúng không? Thì nuôi mạng như vậy gọi là nuôi mạng xoay quấy bằng những điều kiện không chân chánh, tức là anesana. Điều thứ ba là tránh xa sự nuôi mạng sái quấy theo có năm cách không thích hợp. Năm cách không thích hợp, năm cách không thích hợp đó, chữ Bali được gọi là Tuhanadi Mitya Chiwa Viratik. Năm cách không thích hợp đó là, thứ nhất là Kuhana, tức là lừa đảo. Người cái vị người nam nữ cư sĩ hay vị sa môn không nên nuôi mạng bằng cách lừa đảo, tức là lừa dối rằng bằng cách làm cho ra những vẻ kỳ diệu. Ví dụ như chúng ta thấy là có những người làm nuôi mạng bằng cách là làm cho chư thiên cho rải xá lợi xuống, nhưng mà có một năng lực kỳ diệu như vậy để người ta có niềm tin với mình, người ta thỉnh đi những ngôi xá lợi giả chẳng hạn, mà nuôi mạng cái đó sống được gọi là cứu hana, hay làm những điệu bộ rất là kỳ quái chẳng hạn vậy. Như thời Đức Phật cũng có những du sĩ làm điệu bộ rất là kỳ quái, ví dụ như là đứng một chân há miệng ra, hoặc là móc cây móc 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 chân lên trên một cái cây thòng đầu xuống chào đúng không, để cho người ta nghĩ là mình là người có đạo đức chẳng hạn vậy. Hoặc là có những cái những vị mà không phải sa môn mà tỏ vẻ như sa môn, đi đứng điềm đạm, nói năng nhỏ nhẹ, lời cái gì nó cũng thấy cái từ tốn không bật, tưởng là cái dáng đạo mạo nhà tu chân chánh, nhưng thật sự nó không phải, nó được gọi là cú ha ná, tức là lừa đảo, tức là lừa dối là bằng cách những điều kỳ diệu, có nghĩa là lấy nhân vật thí một cách gian lận bằng cách làm cho người khác nghĩ rằng người mình á, mình là người có năng lực kỳ diệu cho hàng mày, hoặc là một vị có đạo đức cao, có phẩm chất đạo đức quân đại khái như vậy, mà thật sự ra thì mình không có, nhưng mình không có điều gì hết, mà đi rất là nhẹ nhàng thanh thoát, khi mình ta chơi dân cúng cũng giả bộ như lờ đi không có để ý tới, rồi để người ta cúng dường thêm cho nhiều, ví dụ nghĩ là mình là cái người có giới rất là không có màng những vật chất thì chẳng hạn, đúng không? Đây là cái gọi là cú hana, tức là lừa đảo. Thứ hai là lắp bà nà, tức là nói lẩm nhảm, tức là nói cào này nói cách trơ trẽn, đề cập đến tài sản vật tặng là thường kêu gọi cúng dường, đúng không? Đấy, gặp là cái kêu gọi, gặp là cái cúng dường giả sư cái này đi, cúng dường giả sư cái kia kia đi, nó làm nhảm, tức là nói cách trơ trẽn như vậy,
hãy gặp là xin, hãy gặp là xin, hãy gặp là kêu gọi. Rồi lá ma này tức là nói làm gì? Thứ ba là ní mít má, tức là có dấu hiệu, tức là làm ra dấu hiệu như thế này, làm dấu hiệu thế kia để người khác có thể là ví dụ muốn giật nó cái chỉ giật nó, người ta biết ý người ta mới chân cho mình. Ví dụ như những vị đi bác á, những vị đi bác ngày xưa có một số vị đi bác á, họ đi vô chợ đó, họ muốn ăn bún thì họ đi tới cửa hàng bún, người ta ăn bún là cúng dường vô, nó bún là nói cách bình dân đó nha. Có những người mà muốn ăn những cái đồ như là ăn quay hay bánh hỏi chẳng hạn, mà đi tới cửa hàng nó đứng á, có dấu hiệu, mà chúng ta gặp rồi. Có những vị đi bác á, muốn ăn sầu riêng, muốn ăn trái cây thì đến cửa hàng trái cây, đứng đó, muốn ăn mít thì đứng ở chỗ cửa hàng mít chẳng hạn, vậy để người ta cúng cho mít rồi để lột ra chẳng hạn, vậy để xẻ ra không vật. Đó là những cái dấu hiệu, chứ không phải đi bác cách bình thường đâu. Muốn ăn bánh tiêu thì tới cửa hàng bánh tiêu, muốn ăn giò trống quẩy tới cửa hàng giò trống quẩy, đó là những dấu hiệu. Điều thứ tư tức là tiếp bê sa má, tức là kêu này tức là nói quấy rầy bằng những lời ép buộc. Trời ơi, cái hạ tiện gì hạ tiện dữ vậy, cho ít đi, tức là nói những lời ép buộc để có được vật khí, như là trường hợp tôn giả Ú Bá Thanh Đá trong Tạng Luật. Trong Tạng Luật, trong bộ phân tích giới tỳ khưu, điều học thứ 6 ở trong chương Ưng Xả, tức là Nhất Sắc Khí Giác, tôn giả Ú Bá Thanh Đá là người dòng họ cái bộ tộc Thích Ca. Ông cũng có cái tài thuyết pháp lắm, thì tôn giả Ú Bá Thanh Đá này là ép buộc một người con trai của một trưởng giả phải dâng cho mình một tấm y, và người con trai đó đã phải buộc phải dâng cho một tấm y. Và chuyện này đến tới tay Đức Phật ngài mới khiển trách ngài Ú Bá Thanh Đá, và ngài ra cái điều học rằng là vị tỳ khưu nào xin y không phải là thân bằng huyết thuộc của mình thì y đó phạm sắc khí giác, phạm ưng xả đối trị, y đó phải xả bỏ và phải phạm và phải sám hối cái tội ưng đối trị này. Đừng có nói ép buộc, đừng có nói ướm chẳng hạn, vậy cái trái này là trái gì đó, ăn có được không, trong khi biết rõ ràng nó ăn được. Ví dụ nhìn trái túi sữa muốn ăn thì trái này là trái gì, ăn có ngon không, chứ hồi đó giờ chưa ăn lần nào hết chẳng hạn, vậy trái này là trái gì, là dưa hả, dưa nó ăn sao, nó ngọt không, vân vân. Tức là những cách nước ướm như vậy gọi là la ba ná chẳng hạn, vậy rất là khó chịu. Rồi điều cái thứ năm là la phê ná la phá ní ní chi ghi sa ma sa ná, tức là dịch ra tiếng Bali, dịch ra tiếng Việt gọi là lấy lợi câu lợi, có nghĩa là cho một vật có giá trị thấp để nhận được vật có giá trị cao hơn, tức là lấy lợi câu lợi, đó là điều thứ ba. Điều thứ tư, nuôi mẹ bằng cách xoáy quấy là cái xuất sanh minh, chữ Bali gọi là tirachana là con vật đó, xuất sanh đó, quyết cha là biết cái tướng đó, gọi là mình mít cha chi quá quyết ra tí là tránh xa cái tà mạng bằng cách là xúc sanh minh, tức là tránh xa sự sai quấy của mạng bằng cách là dùng chú thuật để trừ tà trừ ma trừ quỷ gì đó các bạn nha, chú thuật hoặc là tạo ra điều kiện giống như là biết được người đó nhập hồn nhập xác mua rồi lấy cái tài sản của người ta, hoặc là xem tướng các con vật
xem tướng chó như thế này là tốt, chó vua lên cân ngựa này là tốt, ngựa này đáng dùng để nghe trong cái hoàng gia, voi này là voi của vua, không bằng tức là xuất sanh mình, là tức là coi tướng những con vật, hoặc là con chim này nó là tốt, con chim kia nó là xấu, vân vân, hoặc là xem tướng pháp, cái người này ngựa là hoàng hậu, người này ngựa là du phi, vân vân, thấy vậy, bói toán đó, bói toán, bói toán mà lấy thù lao đó, lấy tiền đó, thì bói toán gần mạng đây vậy, hoặc là xem mai rủi, hoặc xem tướng voi, tướng ngựa, tướng những con thú, vân vân, thì nó được gọi là nuôi mạng sống tà mạng. Thì nuôi mạng sống một cách đúng đắn, tức là chánh mạng này, luôn cả bảy cái giới trên, ba giới thuộc về thân, bốn giới thuộc về ngữ, tạo thành ra một cái hệ thống gọi là nuôi mạng thanh tịnh, bát giới thanh tịnh nha, nuôi mạng bát giới thanh tịnh, tức là cái tám giới này làm cho cái thân ngữ và sự nuôi miệng, sự nuôi mạng được là tốt đẹp. Như vậy cái pháp thứ sáu là chánh tinh tấn, tức là samma vayama, tức là chỉ cho bốn pháp chánh cần, là sammapassana đó. Trong bốn pháp loại chánh cần này, cái hai loại đầu là bất thiện, đó là đối với các pháp mà chưa sanh thì cố gắng làm cho chúng không sanh lại, đối với các pháp bất thiện đang sanh cố gắng diệt trừ không cho chúng tồn tại. Hai loại đầu thuộc về pháp bất thiện, hai loại sau thuộc về là thiện, đó là đối với thiện pháp chưa sanh thì cố gắng làm cho chúng sanh khởi, đối với thiện pháp đang sanh cố gắng làm cho chúng được tăng trưởng dưỡng mạnh. Như vậy bất thiện hay thiện thì cũng có hai đặc tính, chưa sanh tức là anuppanna chưa thành anuppanna, hoặc là đang sanh tức là uppanna. Về mà ác bất thiện đó, cố gắng làm sao cho chúng chưa sanh, đừng sanh, chúng có rồi bị diệt đi đó, thì ác thiện pháp này là chỉ cho 10 ác giới. Mười ác giới đó là gì? Tức là sát sanh, lấy của không cho, phạm trong các dục, rồi nói dối, nói ác, nói che rẽ, nói vô ích, rồi tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thế 10 pháp này được gọi là 10 pháp bất thiện pháp, hay 10 pháp ác pháp. Đó là về ác pháp này là chúng chưa sanh, đừng cho chúng sanh, cố gắng làm sao cho chúng được sanh lên, chúng đang có, cố gắng làm sao cho chúng bị diệt trừ. Đó là về cái ác pháp, nó là như vậy. Về thiện pháp nào chưa sanh hoặc là thiện pháp nào đang có, thì thiện pháp này muốn chỉ cho 7 thay 7 sự thanh tịnh mà chúng ta học đó, bắt đầu kể từ giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành thanh tịnh và tri kiến thanh tịnh. 7 cái bài học mà chúng ta học về cái thất tịnh từ trước đến giờ đó, nó là như vậy. Thì đối với thất tịnh này chưa sanh, cố gắng làm cho sanh lên. Rồi thất tịnh này đang có, đang có thì làm sao cho tăng trưởng lên, đó là cố gắng thì tránh tinh tấn là như vậy. Rồi tiếp theo nữa, như thứ bảy là chánh niệm, tức là samasati, chánh niệm. Thì tâm chúng sanh không bao giờ vững vàng mà luôn luôn lướt nhanh, chúng sanh không kiểm soát được tâm để làm cho tâm an trú vững vàng vào một án xứ nào của thiền định. Khi mà tâm không được kiểm soát đó, thì những người này giống như người điên hay là người bị loạn tâm. Thì xã hội không quan tâm đến người điên hay người loạn tâm. Cũng vậy, những ai không kiểm soát được tâm của mình để giữ vững nó trong một án xứ thì phải thấy rõ rằng họ giống như những người điên. Bởi vì người điên trước sau dễ quên, không biết mình làm cái gì, mình làm mà mình không biết mình làm cái gì cả, mình không nắm vững được mình phải như thế nào cũng vậy. Và cũng giống như người mà không có giữ được tâm đó, cũng giống như cái người điên hay là người loạn tâm,
vì không thể an trú tâm vào trong một án xứ nào hết, thì để loại trừ tâm lướt nhanh, tâm không ổn định, thì giai đoạn đầu phải tu tập tứ niệm xứ, tức là Satipatthana. Để gì? Để tập cho tâm được an trú vào trong bốn ngõ đi tới giải thoát, tức là an trú trong thân niệm thân, an trú trong thọ niệm thọ, an trú trong tâm niệm tâm, và trong tứ an trú trong pháp niệm pháp. Và đặc biệt cái từ sát tí này chúng ta phải tìm hiểu sát tí có bao nhiêu loại và vì sao được gọi là chánh niệm. Chánh niệm chứ không phải gặp sát tí thì mình cứ gọi là chánh niệm, không phải nha. Chánh niệm phải có một cái chữ rất là đặc biệt, có nghĩa rất là đặc biệt. Thì cái sát tí này, chữ sát tí từ cái ngữ căn là sa, tức là sa đá đó, sa đá tức là nhớ và biết, nhớ và biết, nhớ và biết theo. Thì cái sự nhớ của niệm có ba loại. Thứ nhất là ghi nhớ chế định, tức là banh nhắc tế. Như vị tỳ khưu nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, trí nhớ được lời dạy của Đức Thế Tôn. Hoặc giống như những Phật tử tụng niệm những bài kinh Itibiso phát nó qua, không qua. Thì cái trường hợp này là ghi nhớ của chế định, ghi nhớ của chế định, tức là nhớ được những bài kinh, những cái lời giảng của Đức Phật, không qua. Đó là cái một cái niệm thứ nhất. Cái niệm thứ hai là ghi nhớ được cái chân pháp hay là thực tính pháp. Thực tính hóa chữ Bali gọi là sapawa, tức là nhớ được ở đây là cái này được gọi là đất. Đất nó có cái trạng thái cứng hay mềm, hiểu không? Nhớ được đây là lửa, nó có trạng thái là nóng hay lạnh, đúng không? Tức là nhớ được cái ghi nhớ cái thực tính pháp, nó là như vậy. Và điều quan trọng nhất là ghi nhớ được tam tướng tí lắc khá ná, tam tướng tí lắc khá ná, tức là nhớ được tướng vô thường, tướng khổ hay tướng vô ngã. Thì đây chánh niệm là chỉ cho sự ghi nhớ được một trong ba tướng của vị, còn ngoài ra chỉ là niệm mà thôi. Cho nên rất dễ bị nhầm lẫn, hãy đụng chữ sát tí, có nhiều vị đụng tới chữ sát tí là cứ phan vô chuyện là chánh niệm, nhưng mà không nắm bắt được ngữ nghĩa. Chánh niệm ở đây là phải là ghi nhớ được một trong ba các tướng hữu vi, là nhớ được cái tướng vô thường, nhớ được tướng khổ hay tướng vô ngã. Còn ngoài ra không nhớ được cái đó thì chỉ là niệm mà thôi, chứ không có là samma sa tí được, là nó bắt được như vậy. Thì niệm nó có một cái trạng thái là không trôi đi, chữ Bali gọi là abalana abalabana lakkhana, abalana abala bana lakkhana, tức là nó không có trôi đi, nhớ nhớ rất nhớ. Điều thứ tám là chánh định, tức là samma samadhi. Tức là định nó có hai loại là định thiền cảnh và định thiền tướng. Định thiền cảnh tức là aramana, loại aramanuba nichana, tức là chỉ cho cảnh của chín tầng thiền báo đại. Cái này là do hành giả mà chú niệm vào cảnh của thiền án xứ như 10 đề mục kasina, đúng không? Thì đó gọi là thiền cảnh. Thiền cảnh như Bali có định nghĩa như sau, aramana, aramana uba nicha giá ti tí aramanu ba nichana, tức là nhập thiền đáo đại gọi là thiền cảnh. Như vậy định ở trong chính tầng thiền đáo đại được gọi là định thiền cảnh. Còn thường tư là thiền tướng là gì? Thiền tướng chữ Bali gọi là lakkhanu ba nichana, lakkhanu ba nichana là thiền quan sát ba cái tướng trạng của pháp vi, đó là tướng vô thường, tướng khổ hay tướng mà vô ngã. Thiền minh sát nó chính là cái thiền tướng, còn thiền chỉ tịnh nó là thiền cảnh, nó thiền cảnh. An trú tâm vào trong tướng vô thường hay an trú tâm vào tướng khổ hoặc an trú tâm vào tướng vô ngã được gọi là định thiền tướng. An trú tâm vào tướng vô thường được gọi là vô tướng định,
an trú tâm vào tướng khổ được gọi là vô nguyện định, an trú tâm vào tướng vô ngã được gọi là không định, không định hay là không tánh định. Thì trong Tăng Chi Kinh chương ba pháp bài kinh là vượt qua tham ái, chữ Bali gọi là Raya Bayalang Xuất Tăng, số 163, ký hiệu là A3 299. Thì Đức Phật dạy rằng để thắng tri tham ái này các tỳ khưu, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba? Không định, tức là Sunyato Samadhi. Thứ hai là vô tướng định, tức là Animitto Samadhi. Thứ ba, vô nguyện định, tức là Appamanihito Samadhi. Để thắng tri tham ái này các tỳ khưu, ba pháp này cần phải tu tập. Thì tới đây thì chúng ta tạm dừng nha, và cái phần mà sát trừ phiền não chúng ta sẽ đến thứ hai tới chúng ta sẽ tiếp tục nha. Chúng báo phát sinh lên trong cái phần pháp thoại này, xin cúng dường tới chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử nha. Chúng tôi cũng không quên hưởng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên cõi tứ đại vương, chư thiên cõi đạo lợi. Còn mong các ngài quan hệ thọ dụng, sau khi thọ dụng mình xin gia hộ cho chư tôn đức tăng nha, luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Rồi thì nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân mình quyết thuộc còn tại tiền, hay là thân mình quyết thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó luôn luôn được an vui, còn quả phước này được đầy đủ, được thoải mái, được tự tại. Rồi sau cùng xin chia đều quả phước này đến cho chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khai Giác. Akasapa chupamattha deva naga mayatika bunyano anumodantu jarang rakkantu sasanang. Akasapa chupamattha deva naga mayatika bunyano anumodantu jarang rakkantu no garu. Akasapa chupamattha deva naga mayatika bunyano anumodan tu chirang rakkan tu nyata yo akasatta ca pammatta dewa naga mayatika bunyang no anumodan tu chirang rakkan tu banino akasatta ca pammatta dewa naga mayatika bunyang no anumodan tu chirang rakkan tu no sada idang watame bunyang asawakkhaya waham hotu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp nhân lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.